Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự tận của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? vì sự vô diệt của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì bản lai tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp không nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô sanh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Pháp không nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của Pháp không ngoại, cho đến Pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Pháp không nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của Pháp không ngoại, cho đến Pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?